cả Việt Nam xúc động, Lào gánh chịu 270 triệu quả bom, hơn 50.000 quân dân đã hy sinh vì Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả yêu quý đã quay trở lại với Tri Thức Việt. Các bạn ơi, thân thiện và hữu nghị như anh em một nhà là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay. Chính vì thế, Việt Nam luôn được biết đến là quốc gia thân thiện bậc nhất trên thế giới. Thậm chí bạn bè quốc tế tỏ ra ghen tị trước những ưu ái và tình cảm nồng thắm mà các nước dành cho Việt Nam. Đáng nói đến hơn cả tình bạn, đó là tri kỷ Việt-Lào. Trong lịch sử quan hệ quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt, bền vững và thủy chung như quan hệ Việt Nam và Lào. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mekong, hai dân tộc tương trợ nhau trên tinh thần hạt gạo cắn đôi, cọng dao bẻ nửa, gắn bó keo sơn trong quá trình đấu tranh vì độc lập, tự do và xây dựng, phát triển đất nước. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta đã từng đúc kết một cách cô đọng về quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước, hồng hà, cửu long. Nhìn lại chặng đường hào hùng lịch sử đã qua, trong 9 năm từ 1964-1973, Lào phải chịu khoảng 270 triệu quả bom. Tính đến năm 1975, gần một nửa dân số của quốc gia này thương vong vì bom đạn. Cụ thể có tới 1/10 dân thường thiệt mạng vì bom đạn, 200.000 người. Số người bị thương chiếm trên 1/3 dân số. Tỷ lệ bị thương và thiệt mạng vì bom đạn của Lào lớn hơn bất cứ quốc gia nào tồn tại trên thế giới thời bấy giờ. Tờ Nhân Đạo của Pháp từng bình luận về Lào vào những năm đầu thập niên 70, đó là một quốc gia được xem như đã chết. Đến nay, có khoảng 80 triệu quả bom chưa nổ ở quốc gia này và phải mất hàng trăm năm để xử lý hết. Sở dĩ mà Lào bị ném bom nhiều đến như vậy là vì quân địch gian ác, âm mưu muốn chặn đường tiếp tế, vận chuyển Nam Tiến của các đoàn quân Nam Tiến thông qua đường mòn Hồ Chí Minh và Saipan. Bên cạnh đó là việc hỗ trợ bù nhìn chính phủ Hoàng gia Lào đàn áp cuộc kháng chiến của nhân dân Lào. Vâng, khi người anh em ruột thịt đang phải chịu mưa bom bão đạn của kẻ thù, Lào đau một thì Việt Nam đau 10. Trái tim Việt Nam ta như bị xé nát thành trăm mảnh. Việt Nam quyết chí đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập tự do cho hai dân tộc. Nói là làm, giúp Lào xây dựng hệ thống kho hậu cần lớn mạnh và kiên cố bậc nhất trên các hướng, các địa bàn, xây dựng các doanh trại an toàn tuyệt đối, là nơi trú ẩn và bảo vệ tính mạng cho hàng nghìn quân đội Lào. Đặc biệt, ta đã gấp rút chuyển 1.500 tấn vật chất bằng đường không cho các đơn vị Pathet Lào và đóng quân ở Viêng Chăn và Luông Pha Băng. Với tinh thần hậu phương, đáp ứng vô điều kiện mọi yêu cầu của tiền tuyến, hậu cần, Việt Nam vừa là tuyến sau của hậu cần Lào, vừa là tuyến sau của hậu cần mỗi quân khu, khu vực tác chiến của Lào. Việt-Lào súng gác bên súng, đầu gác bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Việt-Lào là một điển hình hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp, quân dân Lào đã kề vai sát cánh cùng chúng ta trong các trận đánh ở biên giới phía Bắc và miền Trung. Năm 1954, trong khi chiến dịch Điện Biên Phủ đang diễn ra, các bộ tộc Lào tiến hành phá rối quân Pháp để lực lượng Pháp phân tâm, không hỗ trợ kịp thời cho đại quân Điện Biên Phủ. Lào đã góp một phần vô cùng to lớn cùng Việt Nam tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Một mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc và là sợi dây thắt chặt tình anh em Việt-Lào. Sau đó, chiến binh Pathet Lào của đất nước Triệu Voi đã chiến đấu kề vai sát cánh với bộ đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh thống nhất đất nước. Như trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào 1971, chiến dịch Cánh Đồng Chum Siêng Khoảng 1972 và hàng chục trận đánh lớn nhỏ khác. Bao nhiêu năm chiến tranh là bấy nhiêu năm nhân dân các dân tộc Lào đùm bọc bộ đội ta, che chở cán bộ ta. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Lào, có khoảng 50.000 quân và dân các bộ tộc Lào hy sinh trong các nhiệm vụ hỗ trợ bộ đội Việt Nam. Sự hy sinh mất mát của Lào, Việt Nam ta khắc cốt ghi tâm. Để có được nền hòa bình hôm nay, có được cuộc sống ấm no hạnh phúc, có cơm ăn, áo mặc, có được những nụ cười. Tất cả những điều có được ấy là phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng xương, bằng máu của các thế hệ ông cha đi trước, cùng với rất rất nhiều mồ hôi xương máu của người anh em Lào. Việt-Lào, mối quan hệ súng bên súng, đầu gác bên đầu, khi nước bạn chấp nhận cho chúng ta mượn bờ vai để dựa vào trong những năm tháng khốn khó. Mỗi người con Việt Nam luôn thấm nhuần, trân trọng và biết ơn sự hy sinh của bạn Lào. Vậy nên chỉ cần Lào cần thì Việt Nam luôn dốc hết tâm sức để hỗ trợ.
chúng ta luôn hiểu rằng trong cuộc đời mỗi người có bao nhiêu người sẵn sàng vì ta mà hy sinh bản thân, không màng vụ lợi. Đối diện với kẻ địch hung mạnh, có bao nhiêu quốc gia sẵn sàng đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu, che chở, bao bọc chúng ta. Vâng, Việt Nam ta chưa bao giờ chúng ta quên những ngày tháng gian khổ đó. Giữa làn bom dội ngập trời, những chiến sĩ Lào dũng cảm không sợ hiểm nguy, sát cánh cùng Việt Nam. Và giờ đây, khi hòa bình lập lại, cả hai nước Việt Nam và Lào đều giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, xã hội, đối ngoại. Quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt-Lào cũng được đẩy mạnh, ngày càng gắn bó, tin cậy, phát triển và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Có sự đồng thuận cao trên diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới. Việt Nam đã hỗ trợ có hiệu quả cho Lào trong việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2016 và tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 9 năm 2016. Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, việc tiếp tục tăng cường, phát triển mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Lào không chỉ là yêu cầu phát triển khách quan mà còn là nguyện vọng của nhân dân, là trách nhiệm của lãnh đạo mỗi nước và cũng là yếu tố đảm bảo thực hiện thành công công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững, hội nhập quốc tế thành công của mỗi nước. 60 năm gắn bó keo sơn, thủy chung hiện hữu sẽ không phải là quá nếu gọi quan hệ Việt-Lào là tri kỷ. Sự hiểu biết lẫn nhau và những kết quả thiết thực thể hiện trên tất cả các lĩnh vực luôn được củng cố và phát triển, thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử hai dân tộc. Có thể nói rằng, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được phát triển từ quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính người cùng Chủ tịch Cai Sòn Phôn Vi Hẳn, Chủ tịch Su Phan Nu Vong và các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Mối quan hệ ấy đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân hai nước, đã trở thành ngọn cờ dẫn đường và sức mạnh kỳ diệu cho hai dân tộc Việt-Lào kề vai sát cánh đi tới thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống đã được thử thách qua lịch sử, cùng với những thành quả có được giữa hai nước, mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên, gần đây Việt Nam đã kéo biển về cho Lào. Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng như hiện nay, những bất lợi của vị trí không giáp biển ngày càng gia tăng. Việc không có đường ra biển dẫn đến thương mại hàng hải bị hạn chế, chi phí vận chuyển cao và buộc phải phụ thuộc vào nước láng giềng có biển. Vâng, Việt Nam đã giúp Lào chính thức có biển. Và Việt Nam còn tìm mọi cách để Lào thoát khỏi bẫy nợ của người bạn láng giềng. Mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, nhấn mạnh truyền thống lâu đời, được tôi luyện qua khó khăn, thử thách, ý nghĩa sống còn, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước. Những ý nghĩa và tính chất đặc biệt của quan hệ hai đảng, hai nước cần được thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và truyền lại cho các thế hệ trẻ ở hai nước. Các đồng chí lãnh đạo Lào đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành, địa phương hai nước, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, làm nền tảng định hướng trong quan hệ hợp tác, tổ chức tốt các chuyến thăm của lãnh đạo cao cấp hai bên và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, đồng thời tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế và hợp tác trên các lĩnh vực khác. Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Vâng, mỗi khi nhắc đến Lào, Việt Nam ta luôn xúc động và nghẹn ngào. Mối quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ có 102 trên thế giới và mãi mãi như vậy. Còn bạn nghĩ sao về video ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ý kiến và bày tỏ quan điểm của mình với Tri Thức Việt ngay dưới phần bình luận video này nhé! Đặc biệt, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và nút chuông để không bỏ lỡ tin tức mới nhất về Việt Nam ở trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Tri Thức Việt.